Chào các bác. Lâu lắm Hà Nội mới lại mát mẻ dễ chịu này. Nhưng mà chắc không được lâu rồi. Được ngày nào hay ngày đấy bác nhỉ. Chắc là không được lâu rồi. Đằng xa xa kia là tháp Kiang Nam bác nhé. Nó cách độ 6-7 cây số, 6 đến 7 cây số. Đấy. Cái view này thì đẹp nhưng mà nắng lắm bác ạ. Tầm mình chưa dậy mặt trời đã dậy rồi. Nắng. Cái mùa này nắng lắm. Sáng sớm mà lên đây nó như thiêu như đốt. Nếu mà lấy mấy cái căn bên kia ấy thì nó mát hơn, nó có bị được chắn tòa nhà này nhưng mà không có view. Thế được cái nọ mất cái kia. Quay trở lại với cây các bạn. Thì thực tế là đúng là nhắm mắt nhìn cây ra đi phó mặc đấy. Ra đi mấy cây rất giá trị đấy, rất là giá trị. Thì nhiều video trước em cũng chia sẻ là cây chết là do mình thôi, không đổi cho thời tiết được. Thời tiết thì bao giờ nó cũng có cái lúc thuận lợi, lúc khắc nghiệt. Mình chơi là mình phải chăm chút thôi, mình không chăm chút được thì trách mình thôi. Thì nó sẽ ra đi một số cây hoặc là nó sẽ bị cháy, thì tạm thời em không nhắc đến, bởi vì là thứ nhất là công việc bận, thứ hai là để bắn cái lưới này thì em có gọi thợ rồi nhưng mà nó lại dở cái là cái ngày trong tuần thì đi lại khóa cửa mà người ta đến thì không làm được, mà cuối tuần thì gọi thì người ta lại không đến, rất dở hơi. Nên là nó còn phải dài dài, cây cối phải chịu đựng dài dài. Cái thứ hai là cây ấy, mới ở dưới cái môi trường bóng mát dưới hơi đất lên nên nó không chịu được. Dám nếu như mà cái cây nào mà ổn định chậu lâu năm rồi, cây cốt chậu thì lên đây chống được, nhưng mà lâu dài nó cũng sẽ bị cháy. Tất nhiên không chết nhưng sẽ bị cháy một số chỗ, cháy lưng, cháy tay cảnh. Thì tôi vừa mới lại cạp được mấy cây bên nhà cũ sang, còn mấy cây to to nữa chưa sang hết, cứ dần dần nhà cũ. Đây có cái tường vi này tốt rồi các bác này. Tốt mà non xanh tốt như này, nhưng mà là vấn đề rất là nan dài khi lên đây. Lá già rồi lên đây thì tôi không nói, nhưng mà non này thì mai rũ rượi luôn đấy các bạn. Sáng sớm nó bị rũ rượi luôn, chưa che được, nó rất là sốt ruột. Tường vi các bạn này, đây là lấy cây si rồi, cây si lên đấy, nó còn lung lay ở gốc, vận chuyển xanh hôm trước làm đây. Cây xanh kia lại u tùm lá đây các bác. Sắp bóng lại đầy rồi các bác xem này nhá. Sắp bóng lại sắp đầy rồi. Cành dưới kia cắt bớt đi chút. Đấy, này. Đấy. Đấy thì cũng là cái thời gian này cho rèn luyện cây khắc nghiệt. Nhưng mà tiếc cái là mình làm nó đột ngột quá. Cái gì cũng có thích nghi thôi nhưng mà nó đột ngột quá nó không chịu được. Cái thùng vi đây thì lại mới cho lên lò để luyện này. Hôm qua cơn mưa vàng, tối hôm qua thời tiết hôm nay nó rất là mát, khác hẳn so với ngày hôm kia. Cái thùng vi đây các bác bảo là cắt sớm nhưng mà thực tế là cắt sớm thì nó sẽ có nhiều mầm mới thôi và nó vẫn to được các bác, nó vẫn to các bác nhìn này. Đấy, và những cái mầm mà khi nó mọc đây nó sẽ làm cái thân chính này nó to ra. Đấy, cho nên thu ngắn thì những cái khẩu này sẽ rụt. Đấy, nó được cái nọ sẽ mất cái kia các bác. Tay cảnh nó non nhưng mà nó lại không bị chậm lắm đâu. Trừ khi mình cắt quá nhiều nhịp nó sẽ chậm vì cái mầm này nó bé. Nhưng mà cái này nó vẫn còn to, đạt tiêu chuẩn. Đấy, là cây thường vi, rồi cho lên lò đây. Mình vừa mới cắt đây, vừa lại thế này rồi. Cái du này có vẻ là miễn dịch với nắng nóng này. Cái hôm lên đây này làm cắt đi này, toàn lá già nhưng mà lá non ra ngay sau đấy nhưng mà không vấn đề gì cả, rất tài tình cái du này mà toàn bộ là lá non các bác nhá, rất tài tình lá non. Cây Nam Điền này thì bên kia sang thì mướt, đang rất là mướt lá này, đủ nước và có nắng mà không bị cháy này. Nhưng mà sang đây thì mấy hôm nữa chắc nó vàng hoạch rồi. Này, chắc cu không chịu được rồi.
cố gắng sẽ bắn cái mái sớm ngày nào hay ngày đấy các bác. Còn mấy cái to để bên kia nữa cơ, bên kia thì không ai tưới tắm gì cả đấy, mà mất mát cũng không biết thế nào được. Cái xi búp hồng chứ không phải là đực đỏ, hồng hồng thôi, chưa có quay đây đấy. Vừa mới cạp được lên. Xung này là ông bị cháy mất một mảng kìa. Đấy, bị cháy bong hết cả lá. Tất nhiên nó rất là mãnh liệt nhưng mà nó sẽ bị xấu đi, bị xấu đi phần nào. Đồng xung này thì đang cố gắng hiên ngang đứng đây. Xanh kia vẫn đang chống chọi. Trước là nắng là phải bê vào nhà đấy. Nhưng mà cũng rất là mệt mỏi khi cứ sáng dậy vội đi làm lại bê cây vào nhà nhé, xong chiều lại bê ra. Đấy mà cái cây nặng thì làm sao mà chống được. Cây này thì có nguy cơ là không chống được vì nó đang rất là mỡ. Dòng này giỏi, tài tình, không bị cháy một lá nào, trong khi đó toàn bộ là lá non đấy. Thân cũng non này. Cái thân cành này không bị làm sao cả. Tài thật. Cây này thì không làm sao cả. Cây này đã ổn định chậu và đất nó mát rồi. Ổn định chậu nhé. Nếu mà mới đất mới mà cho lên đây là rất mệt nhé. Đấy, cây này cũng thế. Được, vườn này thì cháy thôi rồi. Tất nhiên nó không vấn đề gì cả nhưng mà nó xấu thôi. Cháy lá. Lại tòi lá mới lên đây. Đây này. Lứa cũ ra đi thì lứa mới lại trồi lên. Sức sống. Đấy. Sức sống. Được, vườn mà được rất là nhiều hoa rồi các bác nhé. Cây này rất nhiều hoa rồi. Đấy. Cây này không vấn đề gì cả. Mặc dù bệ đang để chơi rồi, không hề hấn gì. Rất tải. Dòng nó như dòng xanh siêu phàm. Cây này vẫn chống được, chống đỡ được. Rất đẹp nhé các bạn, cây này rất đẹp. Chống được nhưng mà không ăn thua bằng lắm. Không ăn thua lắm. Nhất là với những cái cây mà thân bệ to này thì cái tiết diện mà hứng nắng, tiết diện hứng nắng nó sẽ rất là to và cháy lưng là chuyện rất là bình thường nếu như không che chắn. Chỉ những cái nhà vườn bây giờ là người ta để những xốp ấy lên, đừng có ủ vải ướt các bác, ủ vải ướt nó như luộc luôn, nước như nước sôi mà nóng. Ta để những miếng xốp nhẹ vào để che nắng hoặc là đội ô cho cây, đội ô hoặc là làm cách nào đấy để che nắng cho cây, đừng ủ nước là được. Còn cái cây này thì nó khỏe vì thứ nhất là nó ổn định chậu rồi, cái thứ hai là cái tiết diện hứng nắng của nó nhỏ, không sao cả các bác. Rồi giờ nghe sẽ xem cái tiêu đề của ông Đỗ Sinh, ông ấy chia sẻ lên là vườn cây của ông nào ấy chịu mọi nắng nóng ấy. Xin thưa các bác, không có cây nào chịu được, chẳng qua là cái tiết diện hoặc thời gian chiều sáng của cái vườn này người ta ít, cái tiết diện của cây nó nhỏ, cái diện tích bề mặt tiếp xúc với nắng nó nhỏ thì nó dễ dàng nó tản nhiệt đi và nó đỡ bị cháy. Như cái phần mảng to này hứng cả mà chọn một cái vạt nắng vào thì ra đi là chuyện bình thường. Đấy, tất nhiên là vẫn có thể nó đốt, thiêu đốt nhiều quá nó vẫn có thể cháy nhưng mà nó không cháy to được như cái những cái cây mà có thân bệ u cục này sẽ cháy rất là mãnh liệt. Và cái thứ hai là những cái cây già thì nó cháy thì rất khó hồi phục, mà cây non thì cháy lan rất là rộng. Đấy, cây già thì cháy theo cái chiều mà nắng nó thiêu đốt, còn cây non thì cháy lan. Cháy lan nguyên cả mảng luôn ạ. Cây non mà tiết diện mà to thì thôi rồi các bác, nhất là những cái hàng công nghiệp, xanh công nghiệp mà trồng ở bến, trồng ở bãi, trồng ở ruộng lên ấy, thì bứng lên ấy mà các bác đưa lên trên này thì thôi rồi luôn ấy. Nó thành top mỡ luôn ấy. Thành top mỡ luôn ấy các bác. Không đơn giản đâu. Đấy là một vài cái chia sẻ các bác, còn các bác có nhà có vườn thì nó chơi cây nó dễ lắm. Mấy anh em mà chơi cây, nhất là chung cư,
Thứ hai là nhà xây trên sân thượng còn đỡ nha các bác. Chung cư nhá. Chung cư thì đỡ bị cháy nắng nhưng lại bị gió rất là khô. Nhất là tầng cao gió gió rất kinh khủng. Đấy, thì đấy là mấy cái chia sẻ cuối tuần các bác, cũng chả có cây nào mới, chợ cũng không đi được. Chia sẻ với các bác nhiều khi cũng phải chốt những cái chia sẻ về cây cối, về cách chơi. Có thể mình chưa thực hiện được nhưng mà chia sẻ để cho anh em có những cái nhìn và có tùy với cái môi trường, cái không gian của mình mà chơi được cho nó bền các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.